Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 211, chưa xong. Tạ Nhi Lập nhìn Chu thị, ánh mắt đen như mực. Khoan hãy nói đến chuyện khác, nàng nói cho ta biết, nàng ta thế nào. Nói thật sao? Nói thật đi. Chu thị suy nghĩ một lát, hờ hững thở ra một hơi. Tính tình nàng ấy và Đỗ Y Vân hoàn toàn khác nhau, một người ngoài lạnh trong nóng, một người ngoài nóng trong lạnh. Trừ cái đó ra thì sao? Chu Thị nhìn thẳng vào mắt nam nhân. Ta rất thích nha đầu này. Tạ Nhi lập cả kinh. Hắn và Chu Thị thành hôn nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ ca tính của nàng. Lời sẽ không nói hết, tâm tư chỉ lộ một nửa, bất cứ chuyện gì cũng lưu lại vài phần đường sống. Lần đầu tiên thấy nàng thẳng thắn bộc lộ sự yêu thích của mình như thế buổi sáng phụ thân hỏi ta nếu như gả nàng cho lão nhị tả nhi lập tức truyền đề tài nàng cảm thấy thế nào sự rung động trên mặt chu thị không che giấu được một lúc lâu mới nói không ổn tả nhi lập kinh ngạc vì sao không ổn ta thấy yến cô nương là người có chủ kiến chu thị đừng nói lão nhị cho dù là với lão tam thì chỉ sợ cũng phải nàng gật đầu đồng ý mới được chúng ta không làm chủ được tả nhi lập gật đầu nói rất đúng, còn một chút nữa. Giọng chu thị nhẹ nhàng. Nếu nàng thật sự vào nhị phòng, vậy thiếu phu nhân làm nương ra sẽ thảm hơn nữa. Thảm ở chỗ nào, bên kia đã có một người thông minh, thêm một người nữa. chu thị nhẹ nhàng thở dài. Ta chỉ có một đầu óc, một cái miệng, tính toán không lại, cũng đấu không lại. Tìm tạ nhi lập chợt này lên một cái. Binh mã ti bắc thành. Một tòa viện nằm tận cùng bên trong, đèn đốt sáng trưng tả chi phi và yến tam hợp mặt đối mặt một người ghi chép một người nói tả chi phi nói xong đưa mấy tờ giấy cho yến tam hợp ngươi xem có vấn đề gì không yến tam hợp quét mắt nhìn không có vấn đề gì tả chi phi cất tờ giấy lại nhìn nàng lúc đó có sợ không yến tam hợp lắc đầu ta sợ sợ muốn chết về sau thật sự không thể mềm lòng nữa yến tam hợp sắc mặt tả chi phi nặng nề thành tứ cửu không thể so với phủ vân nam, nước rất sâu, mọi việc đều phải chú ý. Yến tam hợp, không sợ kẻ gian ăn trộm, chỉ sợ kẻ gian nhớ thương. Tạ chi phi, ừ, người nhớ đến người cũng không ít, tại sao phải giấu cha ta và đại ca ta? Hắn hỏi, không thích bị người ta hỏi han ân cần. Lúc cô nói lời này, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, ngữ điệu cũng rất bình thản. Trái tim tạ chi phi lại giống như bị cái gì nhẹ nhàng cào một cái có chút đau, có chút chua, còn có chút ngứa. Đúng lúc này, Lý Bất Ngôn xông vào, Chu Thanh đi theo phía sau nàng. Yến Tam Hợp vừa đứng lên, cả người đã rơi vào trong ngực Lý Bất Ngôn. Yến Tam Hợp, người thật sự. Mũi Lý Bất Ngôn cay cay, không nói được nữa, nước mắt từng giọt chảy xuống. Tạ Chi Phi và Chu Thanh nhìn nhau. Nữ tử dũng mãnh, cường hãn như vậy, lại còn có thể khóc ư. Hiếm lạ nha. Không sao, không sao yến tam hợp vỗ vỗ lưng nàng khẽ dỗ dành không có chút thương tích nào đâu không tin ngươi xem đều ổn cả yến tam hợp ngữ khí của lý bất ngôn hoàn toàn là sự hối hận nồng đậm tam gia nói đúng mặc kệ sống chết của người khác chẳng ai quan trọng bằng ngươi đều là lỗi của ta giọng yến tam hợp mang theo chút làm nũng sau này chúng ta không cứu ai cả chỉ lo cho mình thôi lý bất ngôn tuyệt đối không mềm lòng Yến Tam hợp, tuyệt đối không mềm lòng. Khụ khụ, Lý Bất Ngôn, Tạ Chi Phi sốt ruột muốn biết hai người bịt mặt kia là ai, lên tiếng ngắt lời. Tình huống bên ngươi thế nào? Lý Bất Ngôn đẩy Yến Tam hợp ra, khịt mũi. Tên cháu trai Từ Thịnh đang ở biệt viện, bên cạnh có một đám thị vệ. Lúc đầu nó còn nhàn nhã uống rượu, sau đó không kiên nhẫn, nên sai người ra cửa xem thử. Tả Chi Phi, sau đó thì sao? Lúc hắn đang nóng nảy, thì có hai người chạy về, nói là đã làm tuột mất người. Yến Tam Hợp Tay phải của một người trong đó có phải bị thương không? Lý Bất Ngôn Đúng, tay phải bị thương, tay áo dính đầy máu. Yến Tam Hợp và Tạ Chi Phi liếc nhau, quả nhiên, bị bọn họ đoán chúng là tên cháu trai từ thịnh kia. Chu Thanh ở bên cạnh hỏi Sau đó thì sao, Lý Cô Nương ngươi có động thủ hay không? Không vội, nghe ta nói hết đã hai tay lý bất ngôn chậm rãi nắm thành nắm đấm. Ta vừa nghe người bị tuột mất, chưa xác định có phải yến tam hợp hay không, tiếp tục nằm sấp trên nóc nhà. Tạ Chi Phi hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Sau đó tên cháu trai kia đập chung trà, lật bàn lên, nổi giận đùng đùng vào nhà giày vò nữ nhân, khiến nữ nhân kia bị giày vò đến gào khóc. Lý bất ngôn cười gần một tiếng. Thằng cháu này làm không dứt, ta nghe mà sốt ruột, đang định châm lửa trước rồi nói sau, nào biết thằng cháu kia đột nhiên hô to một tiếng, yến tam hợp, sớm muộn gì lão tử cũng đè ngươi xuống, ngươi chờ đó cho ta. Nàng học giống y như đúc, yến tam hợp còn chưa gì, tạ chi phi bên cạnh đã không giận mà cười. Lý cô nương không đánh gãy chân kia của hắn luôn ư. Yến tam hợp ngạc nhiên, chẳng lẽ một chân kia của từ thịnh là do tạ chi phi làm ư? Gãy chân kia thì nhầm nhò gì, bà cô đây trực tiếp chặt đứt chân thứ ba của nó, để nó cả đời chỉ có thể làm thái giám. Chu Thanh chỉ cảm thấy đũng quần mình lạnh lẽo, thầm nghĩ nha đầu này xuống tay ác thế. Khóe miệng Yến Tam Hợp khẽ run rẩy, "Ngươi không bị phát hiện chứ? Ta làm việc, ngươi còn không yên tâm à? Lại nói, phát hiện thì đã sao?" Lý bất ngôn nhớ mày, Tam gia nói, xảy ra chuyện có hắn lo. Yến Tam Hợp không dám tin nhìn Tạ Chi Phi, Tạ Chi Phi cực kỳ nghiêm túc gật đầu. "Không sai, ta lo." "Đã thế, hắn nghiêm túc khen một câu." Lý Bất Ngôn, làm tốt lắm. Lý Bất Ngôn cực kỳ đắc ý, ngữ khi cực kỳ tự tin. Lúc này, hẳn là toàn bộ thái y kinh thành đều đang chạy tới biệt viện của tên cháu trai kia rồi. Vô dụng thôi, thứ đó ta cho chó ăn, chó cũng không chịu ăn, chê gớm mà. Tạ Chi Phi, một chân của tên họ từ là do ngươi làm gãy ư. Yến Tam Hợp đột nhiên hỏi. Tam gia ngẩn ra, lúc này mới ý thức được mình lỡ miệng, lập tức nhét khóe miệng lên. Miệng ngọt, lòng cay, người của Tam gia không thể bị ăn hiếp như vậy được. Yến Tam hợp coi câu người của Tam gia là nhị tiểu thư tạ phủ, bèn không lên tiếng nữa. Hơn nữa, nàng không cảm thấy lý bất ngôn hạ thù nặng, cái mệnh căn của tên kia còn không ngừng lại thì về sau còn hại nhiều cô nương khác nữa. Yến Tam hợp, ngươi và lý bất ngôn ra ngoài chờ ta, lát nữa chúng ta đến Xuân Phong lâu ăn chút gì. Tạ chi phi thả lòng thần kinh, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Ngày hôm nay thật vất vả. Yến Tam Hợp vừa khéo có chuyện muốn nói với Lý Bất Ngôn, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Tả Chi Phi nhìn Chu Thanh, Chu Thanh vội vàng đi tới. Ra, có chuyện gì? Chuyện của Từ Thịnh, phái người đưa thư cho Thái Tôn. Vâng, bảo hắn đừng động thủ, trong lòng tự tính toán, lần này Tam gia tự mình lo. Chu Thanh cả kinh. Tam gia, vẫn chưa xong sao? Xong cái gì? Tả Chi Phi cười xấu xa. Ra không giết chết hắn, ra theo họ hắn. Chu Thanh nhìn sắc mặt ra mình. Ra gần đây sức khỏe không tốt, hay là ta rất khỏe. Tạ Chi Phi vỗ vỗ vai Chu Thanh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Yên tâm, ra chưa bao giờ khỏe thế này. Trường 212, bà Đồng. Đỗ Phủ, nội trạch, nước mắt Đỗ Y Vân chảy như mưa. Nghe nhị bên cạnh căm giận. Cái gì mà mệnh của cha mẹ, lời của người mai mối đều là giả, rõ ràng là do tam gia thay lòng với tiểu thư. Y Vân à, thành tứ cửu cũng không phải chỉ là lão tam tuấn tú không thôi. Chuyện đến nước này, đỗ đại gia chỉ có thể khuyên. Dựa vào dòng dõi nhà chúng ta, cao môn thế ra kiểu gì mà tìm không được chứ. Đúng vậy. Đỗ nhị ra ở bên cạnh giúp đỡ. Hắn chỉ là một con quỷ đoàn mệnh, không xứng với muội đâu. Ca. Đỗ Y Vân khóc nói. Không phải muội muội hèn mòn muốn dính với hắn, mà vì tình cảm nhiều năm như thế. Tiểu muội à. Đỗ đại gia thở dài nam nhân nếu đã thay lòng đổi dạ thì mười con trâu cũng kéo không lại được muội đừng khóc nữa việc này cha chúng ta sẽ làm chủ cho muội không thể để muội bị ức hiếp như vậy mãi được đỗ nhị ra vỗ bàn lần sau đừng để ta gặp hắn gặp một lần ta đánh một lần cảm ơn đại ca nhị ca đã làm chủ cho tiểu muội đỗ y vân dùng khăn lau nước mắt cô nương kia sau đó thế nào tìm được chưa sống chết gì mà kệ ả à? đỗ đại gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghe ca nói một câu, làm người không nên quá lương thiện, người lương thiện dễ bị ăn hiếp. Nhớ kỹ lời của đại ca. Đỗ nhị gia cũng cùa trách. Phải tàn nhẫn cứng rắn lên. Đỗ y vân dương dương gật đầu. Dáng vẻ lê hoa đái vũ của muội muội khiến hai vị gia đỗ gia cảm thấy chua sót, không đành lòng nhìn nữa, dặn dò vài câu rồi căm giận rời đi. Người vừa đi, trên mặt đỗ y vân đâu còn chút yếu đuối nào nữa. Nghe nhi, đi hỏi thăm chuyện biệt viện từ ra đi. Vâng. Sau nửa chén trà, ngê Nhi vội vàng trở về. Tiểu thư, từ thịnh xảy ra chuyện rồi. Đỗ Y Vân cả kinh. Chuyện gì? ngê Nhi đỏ mặt nói. Mệnh căn của hắn bị người ta gọt đứt. Ai gọt? Sắc mặt Đỗ Y Vân trắng bệch. Yến Tam Hợp thì sao? Không biết cụ thể, nhưng bên ngoài đã truyền đi rất ồn ào. Toàn bộ Thái Y ở Kinh Thành đều đang đến biệt viện. Yến Tam Hợp thì sao? À ta chết chưa? Nghe Nhi thở hồn hền nô tỳ nhận được tin, vội vàng đến báo với tiểu thư, còn chưa kịp hỏi thăm. Đi hỏi thăm liền đi. Vâng, khoan đã, đi hỏi thăm xem tạ chi phi đang ở đâu luôn. Vâng. Trong phòng lại lần nữa yên tĩnh. Đỗ Y Vân nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, chợt nở nụ cười. Yến Tam Hợp, người tốt nhất là thối, nát, tàn, chết, nếu không ta vẫn còn nghĩ cách xử lý ngươi. Phải, lần này lại là nàng. Cái tên từ thịnh hạ lưu đó, càng không chiếm được, trong lòng hắn càng nhớ thương. Chỉ cần phái người len lén nói cho hắn biết một tiếng, nữ nhân lúc trước hắn nhớ thương kia đã trở lại, thì cam đoan hắn sẽ không từ thủ đoạn bắt người tới tay. Yến Tam Hợp, đừng trách ta lòng giả độc ác, ngoại trừ tả chi phi, người còn có một chuyện đắc tội ta nữa. Đỗ Y Vân ta quỳ trời quỳ đất quỳ cha quỳ mẹ, chưa bao giờ quỳ trước bất cứ ai. Lần quỳ đó, ở trước mắt bao người, người dẫm mặt mũi đỗ y vân ta dưới lòng bàn chân, dẫm mặt mũi đỗ ra ta dưới lòng bàn chân. Sự sỉ nhục này, ta nhất định phải trả lại cho ngươi gấp bội. Về phần tả chi phi ngươi, đỗ y vân nheo mắt lại. Ngươi vốn chỉ là một con chó đi theo phía sau ta, chỉ có chủ nhân không cần chó, không có đạo lý cho dám chọn chủ nhân. Lần thứ hai lên xuân phong lâu, tạ chi phi cố ý thuê một phòng lớn. Vừa mới ngồi xuống, trà còn chưa uống thì cửa đã bị đá văng ra. Bùi tiếu xông vào. Yến Tam Hợp, Yến Tam Hợp, ngươi có sao không? Yến Tam Hợp nhìn thấy hắn đầu đầy mồ hôi, trong lòng chợt ấm áp, ngữ khí cũng mềm mại. Không sao, ôi, làm ta sợ muốn chết. Bùi đại nhân sắp bị hù chết, ánh mắt nghiêng về phía lý bất ngôn, nghiến răng nghiến lợi. Hạ nhân không bảo vệ được chủ tử, nên dẫm nát vứt cho chó ăn. Lý bất ngôn, bùi tiếu. Ai làm, tạ ngũ thập ngươi cha được chưa? Thằng cháu từ thịnh, từ thịnh. Bùi tiếu ngẩn ra. Trên đường ta tới đây, nghe nói con rùa kia bị. Tạ chi phi vội vàng. Khổ khổ khổ. Bùi tiếu nhíu mày. Ngươi sao thế? Ánh mắt tạ chi phi liếc về phía lý bất ngôn, không đủ, lại liếc thêm một cái. Ngươi nhìn nàng làm gì? Bỗng một tia sấm chớp lóe lên, bùi tiếu chừng mắt vội vàng lấy tay che miệng, tránh cho mình sợ hãi kêu lên lý bất ngôn mỉm cười bùi đại nhân còn định giẫm nát ta cho chó ăn không bùi tiếu bà cô ta nào dám sau đó giở ngón tay cái với nàng lý đại hiệp làm tốt lắm minh đình minh đình bùi minh đình kêu cái gì bùi tiếu thỏ đầu ra ở đây ninh thị thờ hùng hục chạy vào đứa nhỏ này chạy nhanh như vậy làm gì ta đuổi cũng đuổi không kịp ôi yến cô nương tam gia đều ở đây à Trùng hợp thế, lại gặp mặt rồi. Trùng hợp gì chứ, Tạ Chi Phi, tam phu nhân, yến cô nương cố ý ở chỗ này chờ ngươi đó. Chờ ta làm gì?" Ninh thị buồn bực. Đúng lúc này, Lục cô nương quý huệ đầu đầy mồ hôi đi theo vào, vừa thấy người trong phòng bao thì khó hiểu, đưa mắt hỏi Bùi Tiếu, "Sao ngươi lại dẫn chúng ta tới đây?" "Không dẫn các ngươi đến đây thì sao nhờ và người khác làm việc được?" Bùi Tiếu chào hỏi, "Tam cứu mẫu" Lục tỷ, các ngươi đừng đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện đi. Ninh thị và quý huệ không hiểu ngồi xuống. Bùi tiếu thuận tay đóng cửa lại, thần sắc cực kỳ nặng nề. Hai vị, lời ta sắp nói các ngươi phải nghe rõ ràng, mộ ni cô tính trần ở Am Thủy Nguyệt không phải bị trộm. Quý huệ. Vậy thì là gì? Sắc mặt ninh thị trắng bệch. Có chuyện ma quái sao? À. Quý huệ ôm lấy cánh tay ninh thị. Am ni cô sao lại có ma vậy? nơi Phật môn thanh tính cơ mà. Ninh thị vội vàng lầm bẩm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Bùi tiếu tức giận dẫm chân. Đám các ngươi có thể đừng cắt ngang lời ta không? Để ta nói. Tạ chi phi rót trà cho hai người. Tam phu nhân, lục tỷ, quan tài của tĩnh Trần Ni cô không phải bị trộm, cũng không phải ma ám, mà là khi nàng còn sống có niệm, một thời gian sau niệm thành ma, cần mời người đến hóa niệm giải ma. Ninh thị sờ tới mức hai hàm răng run dày. Xong rồi, xong rồi, còn ghê hơn cả ma, trực tiếp liên quan tới ma rồi. Không đúng. Nàng trừng mắt. Tà ca nhi, trên đời này làm gì có ma? Quý Huệ. Đúng vậy, chuyện thần thần quỷ quỷ cũng từng nghe nói. Ninh thị linh cơ khẽ động. Là sắc ma sao? Quý Huệ dùng mình. Mẹ ơi, sắc ma chuyên chọn ni cô chết ra tay sao? Ninh thị vội vàng lầm bầm. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tả ca nhi, được, hắn cũng không nói tiếp được nữa. Tam phu nhân. Lý bất ngôn rút Nguyễn kiếm ra, đặt lên bàn, quý huệ sở tới mức vừa thét chói tai, vừa chui vào lòng ninh thị. Trở về nói với am chủ am Thủy Nguyệt, muốn vắn quan tài của tĩnh Trần khép lại, thì đến tạ phủ tìm tiểu thư nhà ta. Sau, sau sau đó thì sao? Kêu am chủ tự cầu tiểu thư nhà ta, tiểu thư nhà ta tất nhiên sẽ giúp nàng hóa niệm giải ma, nếu không, mấy người sẽ đều gặp xui xẻo. Bùi Tiếu và Tạ Chi Phi quay đầu nhìn Lý Bất Môn, các nàng gặp xui xẻo. Lý Bất Môn, cứ hù trước đã. Ninh Thị vừa nghe thấy nàng sẽ gặp xui xẻo, ba hồn mất hết hai hồn. Người người, tiểu thư nhà ngươi không? Không, không phải phá án sao? Không phải. Lý Bất Môn nghiêm mặt nói, tiểu thư nhà ta am hiểu việc nói chuyện với người chết không khép được quan tài, ừ, chính là bà đồng trong lời các ngươi đó. Quan tài. Người chết nói chuyện. Dầm. Một tiếng, đầu Ninh Thị và Quý Huệ đụng vào nhau, hai người đã hôn mê bất tỉnh. mở ba, mở ba, lục tỷ, lục tỷ. Ôi, đúng là yếu đuối quá. Trường 213, gây hỏa. Biệt viện của Thái Tôn, đèn đã sáng lên. Triệu Diệp thời mặc một chiếc áo màu trắng, ngồi xếp bằng trên giường. Phía sau, bùi ngụ đang giúp hắn rửa sạch hai vết thương trên lưng bắt đầu từ ngày mai không cần bôi thuốc mỡ nữa miệng vết thương ngàn vạn lần đừng để dính nước nếu ngứa thì nhịn một chút đừng gái triệu diệt thời cười nói bùi thúc còn coi ta như con nít sao không phải trẻ con thì là gì từ nhỏ hắn đã xem bệnh cho y có đau bệnh gì cũng do hắn trị liệu trong lòng bùi ngụ thái tôn và tam gia đều là con của hắn nghiêm hỉ bưng thuốc vào điện hạ uống thuốc thôi triệu diệt thời nhíu mày bùi thúc thuốc này phải uống tới khi nào đắng lắm còn nói không phải trẻ con uống thuốc cũng chẳng khác gì hồi bé bùi ngủ cười ngày mai dừng được rồi lúc này triệu diệp thời mới cầm lấy chén thuốc uống một hơi nghiêm hỉ nhận lấy bát không bùi thay y tổng quản quý phủ trợ ở bên ngoài nói là có việc gấp việc gấp mà gì phải tìm đến đây bùi ngủ vội thu dọn đồ đạc hành lễ với triệu diệp thời điện hạ dưỡng thương cho tốt ngày mai ta lại đến nghiêm hỷ tiến người dùng ta vâng hai người rời đi thầm trung chờ ở bên cạnh lập tức tiến lên ghé vào bên tai triệu diệt thời nói nhỏ một hồi triệu diệt thời chợt biến sắc thật sao bẩm ra hoàn toàn chính xác vụ án đã được tây thành binh mã ti chuyển giao cho cầm y vệ từ lai sẽ khóc lóc kể lể bên hán vương phủ khó trách tổng quản bùi ra lại tìm tới đây thì ra từ ra sắp tuyệt hậu rồi Triệu Diệp thời im lặng một chút. Phía bên cẩm y vệ có tìm được manh mối gì không? Hồi bẩm ra, Lý Cô nương mặc nam trang, xuống tay vô cùng nhanh nhẹn, từ thịnh một mực khẳng định kẻ hành hung là nam tử. Ngươi để tâm một chút, có manh mối gì bất lợi cho Lý Cô nương, thì âm thầm xóa đi. Vâng. Triệu Diệp thời đứng lên, đi thong thả vài bước trong phòng, chợt mỉm cười. Nụ cười không nặng không nhẹ, giống như gió đêm đầu hạ, khiến cho người ta thoải mái. Lý cô nương này cũng thú vị đấy. Thẩm trùng cũng cong cong khóe miệng. Ra, lá gan lớn, ra tay cũng thật tàn nhẫn. Đúng là lớn thật. Đêm từ chùa huyền trang trở về kinh thành, năm người chen trúc trong một chiếc xe ngựa, mắt cô gái kia còn mở to hơn cả chuông đồng, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Đưa mắt khắp thiên hạ, nữ tử dám nhìn chằm chằm hắn như vậy, chỉ lác đác không có mấy người. Triệu diệt thời nhớ lại đôi mắt kia, nụ cười càng sâu hơn. Ra, còn có một việc, vừa rồi phía Nam có tin tức vào kinh, chi phủ phủ Nam Ninh Chu giá tự thiêu bỏ mình. Tự thiêu, nụ cười cứng lại ở khóe miệng triệu diệp thời. Vì sao, bị bệnh nặng, không có thuốc chữa. Chuyện khi nào rồi, một tháng dưới trước, chuyện hơn một tháng trước, vì sao bây giờ mới đưa đến kinh thành. Nói là muốn điều tra rõ nguyên nhân hỏa hoạn. Triệu diệp thời suy nghĩ một lát. Phủ Nam Ninh núi cao đường xa, lại là một nơi nghèo nàn, chức vị này bỏ trống, không ai có thể để ý vừa vặn lại khéo cho người của chúng ta ra sắp xếp người ở nơi xa như vậy chính là vì lão gia quý phủ sao tâm tư của ta đều bị ngươi đoán được rồi triệu diệp thời nhìn hắn khi nào quý lăng xuyên lên đường ba ngày sau ngươi sắp xếp đi ba người chúng ta đến tiến hắn thẩm trùng đang muốn lên tiếng trả lời thì đột nhiên hai mắt trợn lớn ai ở bên ngoài điện hạ là ta thẩm trùng đưa mắt hỏi triệu diệp thời khóe miệng triệu diệp thời nhích lên, một lát sau, lại trở về dáng vẻ bình thường. Hắn gật đầu, ý bảo thẩm trùng đi trước. Một lát sau, một mỹ nhân trang phục yêu kiều đi vào. Nàng mặc một bộ đơn y màu xanh đá, thân hình như nhánh liễu non, tư thái yểu điệu, trong tay cầm một hộp thức ăn nho nhỏ. Thiếp làm cho điện hạ bát canh thanh tâm nhuận phổi, điện hạ nếm thử hương vị xem có được không. Ừ. Mỹ nhân đi tới gần, xấu hổ liếc mắt nhìn triệu diệp thời một cái, lập tức cúi đầu. Khoảnh khắc đẹp nhất của nữ tử là nụ cười thẹn thùng khi nhìn thấy tình lang, muốn nói lại nói không nên lời. Triệu diệp thời đi tới bên cạnh nàng, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, mái tóc đen rơi xuống. Điện hạ làm gì thế? Miệng nữ tử hoán giận, nhưng trên mặt lại là ý cười dịu dàng. Ngọc nương, tóc này vừa mới gội sao? Triệu diệp thời cầm lấy một sợi, đặt lên chóp mũi người hắn dịu dàng như thế, cả người tuấn Mỹ như ngọc, bệ ngọc nương kìm lòng không đậu đưa mặt qua, người mùi đàn hương thoang thoảng trên người hắn. Không riêng gì tóc vừa mới gội, cái khác cũng vừa. Bệ ngọc nương ngừng mặt lên, cắn đôi môi đầy đặn kiều diễm, ánh mắt quấn quyết si mê. Điện hạ. Triệu diệt thời bật cười, đôi môi hơi tái nhợt nhẹ nhàng phủ lên. Điện hạ. Giọng thầm trùng ở bên ngoài vang lên. Trong cung có tin. Triệu diệp thời ngẩn ra, ngón tay chỉ vào môi bệ ngọc nương. Nàng đi trước, có thời gian ta lại tới thăm nàng. Vâng, thiếp xin cáo lui. Ánh mắt ngọc nương vạn phần không nỡ dính lấy triệu diệp thời, chậm chạp quay đầu rời đi. Thẩm trùng chờ nàng đi ra sân, mới đi vào trong. Ra, ta không tới muộn chứ. Vừa đúng lúc. Ánh mắt triệu diệp thời lành lạnh. Bệ ngọc nương, chắc phi mà hoàng đế chọn cho hắn, xuất thân không cao, nhưng khuôn mặt và dáng người đều xuất sắc nụ cười trên mặt nàng là thật, tình trong mắt là thật, có lẽ tình cảm đối với hắn có lẽ cũng là thật. Nhưng ai biết, đằng sau sự thật lòng kia lại ẩn giấu mưu kế gì? Đỗ phủ, nội trạch. Tiểu thư, tiểu thư, hỏi thăm được rồi. Nghe nhị đi lên phía trước. Tiện nhân kia chẳng xảy ra chuyện gì cả, lúc này đang dùng cơm với tà tam gia ở Xuân Phong Lâu. Đỗ Y Vân nổi giận, cầm lấy chén trà ném xuống đất. nghề nhị sợ nàng làm mình bị thương, vội đỡ nàng vào trong phòng lại hét lớn với nha hoàn bên ngoài còn không mau đến dọn sạch sẽ cửa vừa đóng nghề nhi đã thấp giọng nói theo nô tỉ nghĩ hẳn là do tam gia cứu người ra nếu không thì nàng không thể nào tốt số như vậy được nhất định là hắn ngực đỗ y vân phồng lên hắn ở ngũ thành binh mã ti có tin tức linh thông nhất vậy mệnh căn của từ công tử có phải cũng là do hắn phái người đỗ y vân giật mình quay đầu nhìn nghề nhi Tiểu thư nghĩ đi, nếu như không phải tam gia, thì ai có lá gan lớn như vậy, dám động vào con trai độc nhất của hình bộ thị lang chứ? Đỗ Y Vân khoát tay, ý bảo cô đừng nói nữa, còn mình thì ngồi xuống ghế. Vốn nàng cho rằng, mệnh căn của từ thịnh là do Yến Tam Hợp làm đứt, nếu Yến Tam Hợp không sao thì bên cạnh nàng hẳn là có trợ thủ. Lai lịch chi tiết của Yến Tam Hợp, nàng đã điều tra rồi, chỉ là một nha đầu hoang dã không phụ không mẫu, không thân không thích ở phủ Vân Nam, ỷ vào việc có quan hệ họ hàng với lão phu nhân, mới đến kinh thành tìm nơi nương tựa. Kinh thành to như vậy, kẻ có thể giúp nàng chỉ có một tả lão tam. Bởi vậy có thể thấy được, lời nghe nghi nói là đúng. Muốn dẫn tạ lão tam ra, phải nói chuyện từ thỉnh tính bắt yến tam hợp cho ông già nhà hắn biết. Đầu óc Đỗ Y Vân suy nghĩ rất nhanh. Tỷ nữ của Yến tam hợp đến Bắc thành binh mã ti báo án, việc này giấy trắng mực đen không thể giấu được người truyền tin tức này tới hình bộ. Nghe nhi. Sau đó thì sao? Sau đó. Đỗ Y Vân cười lạnh lẽo. Từ lai sẽ nghĩ con trai hắn chân trước muốn bắt người, chân sau đã bị cắt mệnh căn, sao có thể trùng hợp như vậy? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 214, khen nàng. Một ngày binh hoang mã loạn này thật sự dài đằng đẵng, dài đằng đẵng đến mức thời gian như ngừng lại. Trong tĩnh tư cư, Yến Tam hợp tắm rửa xong, chậm rãi dạo bước trong sân. Sao còn chưa ngủ? Lý bất ngôn nằm úp sấp bên cửa sổ, hai con mắt buồn ngủ không mở ra được. Yến Tam Hợp đi qua, xoa xoa đầu nàng. Ngươi ngủ trước đi, ta nghĩ chút chuyện. Lý bất ngôn ngáp một cái. Đừng nghĩ muộn quá, yên tâm. Yến Tam Hợp đóng cửa sổ lại giúp nàng, sau khi đi vài bước trong sân, thì kéo cửa viện ra, đi thẳng đến viện Thế An. Trong viện Thế An, Bùi Tiếu và Tạ Chi Phi đang hóng mát vừa mới nhận được tin tức phía bên kia thái tôn ba ngày sau đi tiễn quý lăng xuyên bọn họ tiễn thì không thành vấn đề chỉ sợ phía thái tôn lại chọc giận thái tử có tiếng bước chân hai người ngẩng đầu lên sau đó thì ngây ngẩn cả người muộn thế này sao hắn lại tới tả bất hoặc đến gần ánh mắt đảo qua hai chung rượu im lặng một lát sao không cho phòng bếp làm chút đồ nhắm à tả chi phi mỉm cười dùng ngữ khi còn lưu manh hơn cả lưu manh nhị ca đã trễ thế này không ngủ, chạy tới đây quan tâm tiểu đệ làm gì. Thế nào, tam đệ không hoan nghênh à? Sao có thể chứ? Tạ chi phi hất cằm. Người đâu, lấy cho nhị ra một cái ghế trúc, thêm chung rượu. Không cần. Ánh mắt tạ bất hoặc hờ hứng nhìn về phía bùi tiếu. Chỉ là ta nghe Minh Đình ở lại đây, đã lâu không gặp nên lại đây chào hỏi thôi. Ôi, trời ơi! Bùi tiếu cợt nhà nói. Làm phiền nhị ca đích thân đến đây, tội lỗi, tội lỗi nhị ca gần đây bận rộn gì không, ngày nào rảnh rỗi cùng nhau đo nghe tiểu khúc đi. Tả bất hoặc ôn hòa nói. Ngày mai rảnh, vậy thì không khéo rồi, ngày mai ta không rảnh. Bùi tiếu nhún vai. Chỉ có thể hẹn ngày khác thôi. Ngữ khí này, ai nghe cũng cảm thấy rất mất dậy, căn bản chẳng có chút thật lòng nào. Nhưng tả bất hoặc vẫn ôn hòa nói. Được, vậy để hôm khác. Bùi tiếu phụ hỏa cười hai tiếng, xoay người, quay lưng lại liếc mắt một cái, ai con bà nó hôm khác với ngươi hả? Không còn sớm nữa, ta đi trước đây. Tả bất hoặc gật đầu với tả chi phi. Tam đệ ngủ sớm đi, minh đình ngươi cũng ngủ sớm đi. Tả chi phi lười nhấc mông. Nhị ca đi thong thả. Bùi tiếu lúc này mới xoay người, liếc mắt hỏi tam gia, hắn tới đây làm gì? Tả chi phi nhếch môi, ta nào biết? Bùi tiếu, nhìn chẳng có chút ý tốt nào. Tả chi phi, bỏ chữ nhìn đi. Yến cô nương, đã trễ thế này, người đây là. Hai người ánh mắt đang nhìn nhau đồng thời nhảy dựng lên, sửa lại xiêm y rối loạn. Yến tam hợp nhìn nam tử trước mặt. Ta tìm tả chi phi có việc. Tả bất hoặc tránh sang một bên. Mau vào đi, tam đệ và minh đình ở trong viện hóng mát. Ừ. Yến tam hợp gật đầu, nghiêng người đi qua trước mặt hắn. Một lát sau, cửa viện. Kẹt. Một tiếng đóng lại, tiếp theo có tiếng chốt. Tả bất hoặc đi tới chỗ rẽ, xoay người nhìn ánh đèn mờ nhạt trong sân, ánh mắt trở nên hết sức cổ quái. Như là phẫn nộ, lại như là không cam lòng, còn có sự nhẫn nhịn. Trong viện, Yến Tam Hợp nhìn tả chi phi. Từ thịnh không phải ai khác, là con trai độc nhất của hình bộ thị lang, người xác định có thể chống lương sao. Tả chi phi có hơi không hiểu ý cô. Người đang lo lắng gì sao? Yến Tam Hợp. Chân trước ta gặp chuyện không may, chân sau từ thịnh lại gặp chuyện không may, một cô nhi như ta không quan trọng, nhưng tả ra sau lưng ta. Bùi tiếu cướp lời nói. Ngươi là sợ chuyện này chọc tới tả ra ư, ta chỉ nhắc nhở thôi. Yến tam hợp. Có lẽ tam gia và tả ra không sợ thật. Giọng của cô không mặn không nhạt, truyền thẳng vào lồng ngực hắn, tả chi phi cảm giác trái tim mình như được ngâm trong nước nóng, cực kỳ ấm áp, cũng vô cùng thoải mái. Đừng lo lắng. Bùi tiếu hất cằm, dù sao cũng có ta. Yến Tam hợp liếc tiểu bùi ra một cái, không để ý tới. Tạ Chi Phi, Lý Bất Ngôn có đến binh mã ti Bắc Thành báo án, ta từng bị nhốt ở ở chỗ ngươi, vụ án của Từ Thịnh là vụ án, vụ án của ta cũng là vụ án, vụ án của ta ở tạ ra phía sau cũng là vụ án. Hai mắt tạ Chi Phi sáng ngời. Ý của ngươi là, Tam gia có từng nghe câu này hay không? Yến Tam hợp xoay người, đi tới cạnh cửa viện, kéo chốt cửa ra, nhẹ giọng nói. Kẻ ác cáo chẳng trước, hô hấp của tạ chi phi chợt dồn dập thân thể vốn mệt mỏi giống như được chích máu gà thế đạo này người tốt sợ người xấu người xấu sợ người xấu nếu từ thịnh nhận thức được tạ gia đã động thủ thì đầu tiên phải thừa nhận hắn động vào người của tạ gia đã hai vụ án một trước một sau không ai có chứng cứ xác thực chỉ xem sống lưng ai cứng hậu trường ai vững chắc mà thôi minh đình bùi tiếu đắc ý ta biết người muốn nói cái gì cứ khen đi Tạ Chi Phi quay đầu nhìn hắn. Sao ngươi biết ta muốn khen nàng? Ngươi vừa vảnh mông, ta đã biết ngươi muốn ị ra cái gì rồi. Trời ạ, à, ánh mắt bùi tiểu ra ta nhìn nương tử, quả thực là nghịch thiên. Tạ Chi Phi không để ý tới cái nét của người này, túm lấy tay hắn. Đi, theo ta đi tìm cha ta. Bùi tiểu cười xảo trá. Tạ ngũ thập, đến chỗ cha ngươi, chúng ta phải làm gì? Chúng ta tuổi thân. Tạ Chi Phi nheo mắt, cười xấu xa chúng ta không cắt tiểu huynh đệ. Tháng năm ở Kinh Thành xảy ra hai chuyện không lớn không nhỏ. Một là con trai độc nhất của hình bộ thị lang từ lai bị một người bịt mặt cắt tiểu huynh đệ, làm thái giám. Vụ án này vốn do Tây Thành binh mã ti tiếp nhận, không biết vì sao lại đến chỗ cầm y vệ. Cẩm y vệ căn cứ theo miêu tả của từ thịnh, toàn thành lùng bắt một nam từ trẻ tuổi thân hình hơi gầy. Một chuyện khác, nghĩa nữ của đại thần tả đạo chi mới nhận, giữa ban ngày ban mặt suýt nữa bị người xấu bắt cóc. Vụ án này do binh mã Ti Bắc Thành tiếp nhận, lão đại binh mã Ti Bắc Thành là người của tạ gia, vì tránh hiểm nghi, hắn chủ động giao vụ án này cho cẩm y vệ. cẩm y vệ căn cứ theo miêu tả của khổ chủ, toàn thành lùng bắt hai người bịt mặt, trong đó một người tay phải bị thương. Chỉ huy sứ cẩm y vệ phùng trường tú bị hai vụ án này làm đau hết cả đầu. Vì sao? Bởi vì từ thịnh mới trở thành thái giám, một mực cho rằng tam gia tạ phủ các tiểu huynh đệ của hắn, nhưng không có chứng cứ xác thực. Cũng bởi vì tạ phủ tam gia nói rằng tên thái giám từ thịnh sai người bắt cóc nghĩa nữ của tạ gia, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực. Phía sau từ gia là Hán Vương. Phía sau tạ tam gia là Bùi Đại Nhân. Phía sau Bùi Đại Nhân là Hoàng Thái Tôn, là Thái Tử. Ai ra? Phùng Trường Tú cảm giác bệnh trĩ của mình sắp tái phát, dứt khoát vứt hai vụ án vào trong ngăn kéo, rồi kéo chặt vào. Tạ đạo chi là ai chứ? Sao có thể để mặc từ lai nhảy lên nhảy xuống, không nói tiếng nào được? Văn võ bá quan lạnh lẽo nhìn cho hai ba ngày, trong lòng không có chút đồng tình với chuyện tuyệt hậu của từ gia, lại mơ hồ thấy lo lắng. Liên tưởng tới chuyện quý gia bị tích thu mấy ngày trước. Xem ra phía bên Hán Vương đã không kiềm chế được, bắt đầu dục dịch rồi. Lại sắp không có cuộc sống thái bình rồi. Ba ngày sau, trời vừa tờ mờ sáng. Một chiếc xe ngựa lặng lẽ xuất phát từ cửa quý phủ, xuyên qua cửa thành phía nam, thẳng đến quan đảo. Xe ngựa đi được hơn 10 dặm, bỗng nhiên bị người ngăn lại. Trường 215, tiễn biệt. Quý lăng xuyên vén rèm lên nhìn, hốc mắt lập tức nóng lên. Ôi, cậu của ta ơi, đừng, bên kia còn có hai người nữa. Bùi tiếu chỉ chỉ một bên. Cậu gặp hai người bọn họ rồi khóc cũng không muộn. Cút, Quý Lăng Xuyên gian nan nhảy xuống xe ngựa, sau khi sửa sang lại quần áo, khập khiễng đi tới trong đình, đang muốn quỳ xuống thì bị Triệu Diệp Thời ngăn lại. Nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ. Điện hạ, để cho ta quỳ một lần đi. Quý Lăng Xuyên đẩy tay Triệu Diệp Thời ra, nằm trên mặt đất, nghiêm túc dập đầu ba cái. Dập xong, lại gian nan đứng lên, xoay người thi lễ với tạ chi phi, tạ chi phi sợ tới mức vội vàng tới đỡ lấy. Quý bá làm gì thế? một là cảm ơn ngươi ngàn dặm xa xôi đi chuyến này vì quý gia, hai là thay ta cảm ơn Yến cô nương, nàng. Quý lăng xuyên há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nói nên lời, chỉ nắm chặt tay tạ chi phi không buông. Tạ chi phi thấy hắn chỉ mấy ngày ngắn đã đã gầy đến mức không còn hình người, trên đầu chẳng có một sợi tóc đen, rất nhiều lời cũng nghẹn ngào ở trong cổ họng. Lăng xuyên không cần khổ sở. Triệu diệt thời. Mấy ngày nữa phủ Nam Ninh có chi phủ mới nhậm chức, đến lúc đó ta sẽ dặn dò hắn ngầm quan tâm ngươi. Tạ Chi Phi vừa nghe lời này, làm bộ vô tình liếc bùi tiếu một cái. Bùi tiếu đứng sau lưng triệu diệt thời, ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hai người xác nhận một chuyện, tin chu giả chết đã truyền tới trong kinh. Quý Lăng Xuyên buông tay Tạ Chi Phi ra, xoay người nói. Lăng Xuyên cảm ơn Điện Hạ, chuyện trong kinh ngươi cũng an tâm. Triệu diệt thời vỗ vỗ vai hắn. Ngủ đông vài năm, sẽ có ngày nở mày nở mặt. Quý Lăng Xuyên nghe nói như thế, thản nhiên cười. Điện hạ không cần quá để ý quý gia, làm người nhàn hạ chưa chắc không phải phúc phận của bọn họ. Đi qua sinh tử một lần, Lăng Xuyên chợt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Quý Lăng Xuyên nhìn về phía chân trời xa xa, như đang nói chuyện với triệu diệp thời, lại như đang lầm bầm. Trước kia ta nóng lòng kinh doanh, một lòng muốn trở nên nổi bật, làm dạng dỡ tổ tông. Về sau mới hiểu được, người sống cả đời, cuối cùng chỉ có chính mình. Trước kia không hiểu cái gì gọi là khổ sở, cho rằng khóc lóc thảm thiết là khổ sở, sau này mới biết được, sự khổ sở thực sự là nói không nên lời, kêu không nên tiếng, khóc không ai nghe. Triệu Diệp thời chợt không biết trả lời thế nào. Nước Trường Giang chờ thuyền chìm thuyền, sóng Hoàng Hà độ người cũng độ quỷ. Giọng quý Lăng Xuyên trầm thấp như chuông. Điện hạ, Lăng Xuyên nói một lời quá phận, miếu đường cao cũng được, giang hồ xa cũng được, thế không thể dùng hết, phúc không thể hưởng hết, chuyện không thể làm hết. Triệu Diệp Thời vừa nghe lời này, đáy lòng thầm kinh hãi. Ba vị, tự bảo trọng nhé. Khóe miệng quý lăng xuyên nhếch lên một nụ cười, hai tay ôm quyền, lại khập khiễng trở về xe ngựa, không quay đầu lại. Trong bụi bẩm, xe ngựa dần dần đi xa. Thật lâu sau, Triệu Diệp Thời thở dài một tiếng. Hắn đã ngộ rồi sao? Bùi tiếu. Hẳn là ngộ rồi, không chỉ có ngộ, hơn nữa là ngộ thông suốt, là chuyện tốt. Tả chi phi cười cười, thu hồi ánh mắt nhìn về phía triệu diệt thời. Hoài nhân, chúng ta từng gặp chi phủ nam ninh rồi, hắn tên là Chu Giá, hắn được điều đi đâu rồi? Hắn tự thiêu, tự thiêu. Tả chi phi và bùi tiếu gần như chăm miệng một lời, ngoài mặt kinh hãi, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Tự thiêu rất tốt, thứ gì cũng hóa thành một mảnh cho tàn, muốn điều tra cũng không tra được, sạch sẽ không dấu vết nghe nói là bị bệnh nặng, người tiếp nhận ta đã sắp xếp xong rồi. Triệu diệt thời nói tới đây, bỗng nhiên rẽ ngoặt. Hai vụ kiện kia thế nào rồi? Khóe miệng tả chi phi nhếch lên. Có thể thế nào, kéo dài thôi. Bùi tiếu kêu một tiếng. Gặp lại cháu trai kia, phải gọi một tiếng từ công công nhỉ. Triệu diệt thời mỉm cười, trong chớp mắt lập tức thu lại. Ngũ thập, hả, lúc ngươi động đến từ thịnh, thuận tiện giải quyết từ lai đi. Đã chi phi cả kinh, theo bản năng nhìn vào mắt triệu diệp thời. Con chó điên đó, ta đã nhìn hắn quá lâu, giờ là lúc nhổ răng, đánh gãy chân chó của hắn rồi. Trong đôi mắt đen kịt của triệu diệp thời, không có chút cảm xúc nào. Cùng đoàn mục của thái tử ở phía đông thành, cung trọng hoa của hán vương thì ở phía nam thành. Một đông, một nam, địa vị cao thấp vừa xem là hiểu ngay. Trước cung trọng hoa, xe hán vương triệu ngạn tấn dừng lại, bỗng nhiên có thị vệ thò đầu vào. Vương gia, từ đại nhân đã chờ lâu rồi. Lại nữa à. Sắc mặt triệu ngạn tấn hơi trầm xuống. Dẫn người đến sảnh phụ trước, gọi bá nhân đến thư phòng. Vâng, xuống xe ngựa, đổi kiệu. Cố kiệu được khiêng thẳng đến cửa thư phòng, nội thị vội vàng minh đón. Vương gia, tiên sinh đã chờ ở thư phòng. Triệu ngạn tấn xài bước đi vào. Trước cửa sổ, một nam tử trung niên tóc bạc xoay người hành lễ với triệu ngạn tấn, hắn chính là phụ tá, quân sư đồng tiếu mà hán vương tín nhiệm nhất, tự là bá nhân. Bá nhân không cần đa lễ. Triệu ngạn tấn tới đỡ một tay. Từ lai lại tới nữa rồi, người nói xem chuyện này phải thế nào. Đồng bá nhân cười gần. Vương gia còn nhớ ba năm trước ta đánh giá từ lai thế nào không? Có thể không nhớ sao. Ba năm trước hắn muốn đặt từ lai vào vị trí thị lang hình bộ, đồng bá nhân cũng không lên tiếng phản đối, chỉ thản nhiên nói một câu, người này cưng chiều con quá, cũng không phải chuyện tốt. Mấy năm nay, từ lai làm chó của Hán Vương, thật sự tận tâm tận lực, không thể bắt bẻ. Nhưng con trai hắn từ thịnh, thật sự không phải là người bất lo. Tả đạo chi là ai? Là người triệu ngạn tấn hắn một lòng một dạ muốn lôi kéo. Từ thịnh này thì hay rồi, nữ nhân khắp kinh thành nhiều đến thế, lại coi trọng nghĩa nữ mới nhận của tả đạo chi. Coi trọng thì thôi đi, lại còn dám cướp đoạt giữa ban ngày ban mặt. Mắng hắn một tiếng xúc sinh, đều cảm thấy là đang vũ nhục hai chữ xúc sinh. Bá nhân, chuyện quá khứ không nói, xem chuyện này nên ứng đối thế nào đi. Triệu ngạn tấn đầy nắp trà, thở dài một tiếng. Chuyện đoàn từ tuyệt tôn này, đặt trên người ai cũng là tai ương ngập đầu. Đồng bá nhân im lặng thật lâu, đột nhiên hỏi. Ứng đối như thế nào còn phải xem ý của vương gia đá? Ý ngươi là gì? Chuyện liên quan đến từ tà hai nhà, từ thịnh bắt người là chuyện ván đã đóng thuyền, từ lai cũng thừa nhận với vương gia, nhưng tà lão tam hành hung, không có bằng chứng, chẳng qua là suy đoán của cha con từ lai. Đồng bá nhân, vương gia nếu còn muốn lôi kéo tà đạo chi, vậy không thể để từ lai làm loạn, lệnh cho hắn nhịn xuống cơn tức này, nếu vương gia không có hy vọng với tà đạo chi. Tà đạo chi, triệu ngàn tấn khịt mũi khinh thường một tiếng. Bản vương đưa tay qua ước chừng hơn ba năm, người này chỉ giả điếc giả câm, có thể thấy được không cùng một lòng với bản vương. Nếu không phải một lòng, vậy để từ lai buông tay đi làm, cho dù cuối cùng không thể kết thúc, thì có mệnh căn của từ thịnh chắn ở phía trước, thì dù thế nào cũng không kéo lên đầu vương ra được. Đồng bá nhân, nếu từ lai có thể kéo tả đạo chi xuống ngựa, nội các trống, chúng ta có thể sắp xếp đỗ kiến học vào. Như vậy, thế cục sẽ rất có lợi cho vương gia. Hay lắm, triệu ngạn tấn vỗ tay, ánh mắt phút chốc sáng lên. Người đâu, Mời Từ Lai vào. Chương 216, lập bẫy. Từ Lai ra khỏi cung trọng hoa, đi thẳng về nhà. Lúc trở lại từ gia, đến quan phục cũng không kịp cởi ra, đã vội vàng đi vào trong viện của con trai. Còn chưa vào viện, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào. Đều con bà nó cút cho ông, dầm, cộp. Từ Lai giật mình, bước nhanh hơn. Lão ra. Đám hạ nhân thấy từ Lai thì như thấy được cứu tinh, vội vàng hành lễ. Từ lai không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ra hiệu cho họ tránh xa ra. Con trai, con trai. Hắn đi vào trong phòng, tiến lên ôm lấy từ thịnh như con chó chết. Vương ra gật đầu, hắn gật đầu rồi, cha có thể báo thù cho con rồi. Cha. Từ thịnh túm lấy vạt áo từ lai, ánh mắt dữ tợn. Giết hắn cho ta, băm thây vạn đoạn, ngũ má phanh thây. Không được, để lại cho hắn một mạng, lão tử cũng muốn chặt lão nhị của hắn đem cho cho ăn ta để cho hắn cũng làm thái giám làm thái giám cả đời cha từ thịnh ngửa người ra sau hai tay hung ác gõ ván giường kêu rên liên tục con trai không thiết sống nữa hãy để ta chết đi ta không sống nổi nữa ta không còn mặt mũi nào để sống nữa con trai từ lai nước mắt lưng tròng đừng chết cha báo thù cho con cha cho những kẻ bắt nạt con đều chết không được tử tế tiện nhân kia cũng không được giết chết từ thịnh hơi dùng sức chống nửa người trên lên nghiến răng nghiến lợi nói ta muốn cho tất cả nam nhân trong tử phủ đều xe sao sao ân chết nàng ta một chữ cuối cùng vừa gào lên hắn lại nằm xuống như một con chó chết hai mắt trống rỗng nhìn tấm màn giường từ lai đau lòng như dao cắt sau khi lau nước mắt thì xoay người rời đi đến cửa thì thấy mười mấy nha hoàn tỷ nữ nơm nớp lo sợ chờ đợi mặt hắn trầm xuống lạnh lẽo hầu hạ thiếu gia cho tốt, nếu như để thiếu sợi tóc nào thì ta lột ra các ngươi. Vâng. Trở lại thư phòng, sư gia gia nghênh đón. Lão gia. Từ lai khoát tay, xoay người đóng cửa lại, mới lên tiếng. Ta muốn hai người, một là tả lão tam, một là tiểu tiện nhân kia, ngươi nghĩ cách giúp ta, phải làm thế nào cho thần không biết, quỷ không hay. Biệt viện trong thành, tả bất hoặc vừa tuần tra các cửa hàng trở về, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ô hành đứng dưới tảng cây. Ô hành nghênh đón, thấp giọng nói. Ra, đã điều tra rõ ràng rồi. Nói đi, ngày đó sau khi Yến cô nương tách khỏi chúng ta thì đi về phía bốn con hẻm, quẹo vào ngã tư kia. Tả bất hoặc càng nghe càng kinh hãi. Ô hành nhìn sắc mặt ra nhà mình. Hiện tại bên ngoài đều đang truyền, thứ đồ kia của từ thịnh là do tam gia nhà chúng ta ra tay. Tả bất hoặc lập tức nói. Không thể nào, lão tam không có nóng này như vậy tả lão tam nếu muốn chỉnh người thì tuyệt đối là dùng nước ấm nấu ếch hầm chết người ta từng chút một không thể nào dùng thủ đoạn dứt khoát như vậy không phải hắn vậy ô hành trợn tròn mát sẽ là ai tả bất hoặc giật giật khóe miệng đè sự nghi ngờ trong lòng xuống sau đó lắc đầu không phải lão tam vậy thì càng không thể nào là bùi minh đình người này miệng mồm thô tục không ai bị nổi nhưng trên thực tế. Nếu quả thật là người của bọn họ làm, vậy cũng chỉ có một khả năng, tỷ nữ bên cạnh Yến Tam hợp kia. Nàng nữ cải nam trang, dáng người hơi gầy, hơi nhỏ, tương xứng với người áo đen trong lời từ thịnh. Nhưng người này vừa tới kinh không lâu, làm sao có thể tìm được biệt viện của từ thịnh ở thành Tây? Người nói là Lý Bất Ngôn đi ngũ thành binh mã ti báo án. Vâng, đúng rồi. Lão Tam và Lý Bất Ngôn, một người trong tối, một người ngoài sáng, hai người lặng lẽ giải quyết người khác. Khóe miệng tả bất hoặc lạnh lẽo nhếch lên. Đi thôi, dùng cơm trước. Mới đi được vài bước, hắn đột nhiên quay đầu nhìn ô hành. Lần trước sau lưng tử thịnh là Đỗ Y Vân, vậy lần này, Đỗ Y Vân có nhúng tay vào không? Ô hành bị hắn hỏi đến sừng sốt. Hẳn là có. Ngữ khi nói chuyện của tả bất hoặc cực kỳ chắc chắn. Lần trước Đỗ Y Vân bị xấu mặt chỗ Yến Tam Hợp, không tới vài ngày Yến Tam Hợp đã gặp xui xẻo, lúc này hôn sự của nàng ta và Lão Tam không thành, Yến Tam Hợp lại gặp xui xẻo, hơn nữa lại đều liên quan đến từ thịnh. Nếu thật sự là đỗ cô nương, vậy thì quá ác độc rồi, đây là mượn đau giết người đó. Ô hành kinh hãi đến mức tim đập thình thịch. Ra, chúng ta có nên âm thầm thông báo cho Tam gia, bảo hắn cẩn thận. Không cần. Ánh mắt tạ bất hoặc lạnh lẽo, cười gần. Chuyện đại phòng của tạ phủ, khi nào thì tới phiên nghị phòng chúng ta ra tay đâu? Lúc này Tam gia và Bùi Tiếu đang ngồi trong xe ngựa, hai mặt nhìn nhau. Muốn đối phó với Từ Thịnh rất dễ dàng, nhưng muốn nhổ răng chó của Từ Lai cha hắn thì không phải là một chuyện dễ dàng. "Tà Ngũ Thập, Bùi Tiếu, với tính tình của Từ Lai, án oan ở hình bộ chắc chắn không thiếu, có thể bắt đầu từ đó không?" "Không được." Tả Chi Phi lắc đầu. "Chúng ta không thể vươn tay vào hình bộ." hay tìm những cô nương từng bị từ thịnh trà đạp, thời gian quá dài, động tính quá lớn, huống chi những cô nương kia hơn phân nửa thu tiền xong việc, nếu đã nhận tiền thì không thể nói rõ ràng được. Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy tên khốn nhà ngươi nói cho ta nghe một cách đi. Lấy ta làm mùi nhử, ngươi cảm thấy thế nào? Bùi tiếu nheo mắt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tạ chi phi nâng mí mắt lên. Từ thịnh một mực chắc chắn là ta phái người cắt đồ chơi kia của hắn, hắn có hận ta không? Từ lai có hận ta không? Bùi tiếu. Hận không thể rút gân lột ra ngươi luôn ấy. Tạ chi phi. Nếu hận như vậy, ngươi đoán xem bọn họ có động thủ không? Bùi tiếu. Từ lai thì khó nói, nhưng tên cháu trai tử thịnh chắc chắn nhịn không được, không chừng bây giờ cũng muốn cắt đồ chơi của ngươi đấy. Ta là ai? Tam gia tạ phủ, đứa con trai được đại thần nội các cưng nhất. Đồ chơi của cháu trai tử thịnh có phải do ta cắt không? Bùi tiếu trợn trắng mắt chắc chắn là không phải. Nếu không phải, vậy thì ta bị oan rồi. Tả Chi Phi đột nhiên thấp giọng xuống. Bọn họ động vào một tam gia tả phủ bị oan uổng, tội danh này có đủ kéo từ lai xuống ngựa không? Bùi tiếu suy nghĩ sâu xa nói. Tốt nhất còn phải có hung thủ hiện thân, như vậy tam gia ngươi mới có thể giành được sự đồng tình của các đại cô nương, tiểu tức phụ trong kinh thành. Còn chưa đủ. Tả Chi Phi. Lúc này, ngươi lại kêu những cô nương bị hắn trà đạp kia đến phủ thuận thiên đánh chống kêu an, ngươi nói xem sẽ là cảnh tượng gì. Chấm. Bằng 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 chuyện vừa hoàn thành bằng 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 bằng. Một, Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. 2. Cô gái ngốc, tôi yêu em. Ba, Em là mệnh môn của Tống Tổng. 4. Đấu la chi ngôn linh pháp tắc,

ai dám không tin. Bùi tiếu nhìn hắn thật lâu, bỗng nhiên đấm một quyền tới. Cái tên chết toi nhà ngươi từ nhỏ đến lớn toàn nảy ra những chú ý quỷ quái, hung thủ không thể là lý bất ngôn, nàng là tỷ nữ hồi môn của nương tử tương lai của ta, ta phải cung phụng nàng như tổ tông. Tỷ nữ hồi môn là thật, nương tử tương lai là không thể. Tả tam ra vuốt ve lồng ngực hơi đau, nghĩ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 217, Lão Nico Xe ngựa chạy tới cửa thành phía nam, tạ chi phi nhảy xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy chu Thanh đang chờ ở cửa. Tạ chi phi đi qua, chu Thanh đưa dây cương lên, hai người xoay người lên ngựa, thẳng đến nha môn. Trở lại binh mã ti, chu Thanh đóng cửa lại, đạp chân lên ghế nhảy lên xà nhà, móc ra một bao quần áo. Tạ chi phi hơi kinh ngạc, những hồ sơ vụ án đã tới rồi sao? Ra, đều ở chỗ này, Chu Thành vững vàng rơi xuống, đặt túi hồ sơ trên bàn. Có muốn ta đưa qua cho Yến cô nương không? Tạ Chi Phi im lặng một hồi lâu. Chuyện Am Thủy Nguyệt đã qua ba ngày, ta đoán hôm nay tam phu nhân các nàng cũng nên đến nhà, việc này tạm gác lại đi. Chu Thành khó hiểu, mấy ngày hôm trước gia dục gấp thế, sao đồ vừa đến tay lại thong thả như vậy? Nàng cũng chỉ có một cái đầu, hai tay, không có ba đầu sáu tay. Tạ Chi Phi vỗ vỗ bao quần áo tìm một chỗ ổn thỏa cất đi vâng chu thanh ngươi ngồi đi tả chi phi chẳng ngừng lại tìm giúp một người đội nồi thay lý bất ngôn đi chu thanh ra là dự định tả chi phi gật đầu chỉ cần điều kiện của đối phương không quá đáng thì cứ đồng ý việc này phải nhanh từ ra sắp ra tay rồi ta đi làm ngày chu thanh buộc túi đồ lên người nhanh nhẹn đẩy cửa rời đi tả chi phi ngửa người ra sau hai chân đặt lên bàn sách trong ánh mắt đều là sự xa cách lạnh lùng. Hoài nhân đặt hắn và bùi tiếu ở binh mã ti, và tăng lục ti, thực ra đều có ý cả. Binh mã ti tiếp xúc với tất cả những người tam giáo cửu lưu, trong những người này, người cũng có, quỷ cũng có, thiện cũng có, ác cũng có, toàn bộ phải xem ngươi lợi dụng như thế nào. Về phần bùi minh đình, tả chi phi lạnh lùng cười. Tác dụng của hắn cũng không chỉ đơn giản là đến đùa dẫn uy phong ở mấy chùa chiền, mà có tác dụng hơi bị lớn. Bùi đại nhân còn chưa tới tăng lục ti đã bị người ngăn cản. Người ngăn cản hắn, ngoại trừ ninh thị và quý huệ, còn có thêm một lão ni cô áo xám. Bùi đại nhân không nói nhảm nửa câu, lệnh cho Hoàng Kỳ quay đầu xe ngựa, đi thẳng tới tạ phủ. Tạ Tổng Quản vừa thấy bùi ra dẫn ni cô tới tìm yến tam hợp, thì hai chân không nghe sai khiến bắt đầu nhũn ra. Nương nó, tâm ma lại tới cửa. Chỉ là nico không phải là sáu căn thanh tịnh sao sao cũng có tâm ma vậy tả tổng quản ôm lòng hiếu kỳ bốn vị mời đi theo ta đoàn người đi thẳng đến tĩnh tư cư đến cửa tĩnh tư cư tả tổng quản đang muốn gọi một tiếng yến cô nương thì vừa ngừng đầu đã thấy yến cô nương đứng chắp tay dưới mái hiên hai con ngươi đen sâu thẳm lạnh lẽo mà bên cạnh nàng lý bất ngôn lười biếng dựa vào cửa trên mặt là nụ cười hờ hững Tả tổng quản mỉm cười. Yến cô nương, bọn họ, ta đoán được hôm nay các ngươi sẽ đến, mời vào. Yến tam hớp chẳng thèm nhìn tả tổng quản, xoay người đi vào trong phòng. Bùi tiếu theo sau, lúc đến cửa theo bản năng nhìn lý bất ngôn. Hắn có chết cũng sẽ không quên, lần trước hắn bị người này ngăn ở ngoài cửa, đến cái ngưỡng cửa cũng không chạm vào được. Nhưng lần này, Lý Bất Ngôn không đưa tay ngăn cản, còn nở nụ cười tươi giói lộ hàm răng trắng sáng, khiến trong lòng tiểu bùi ra có hơi sợ hãi. Ninh thị đi theo sau bùi tiếu, một chân vừa muốn bước vào, thì cánh tay lý bất ngôn đã vươn tới. Tam phu nhân dừng bước, quý lục cô nương xin dừng bước. Lý bất ngôn nhìn lão ni cô. Ngươi có thể đi vào, A-di-đà Phật. Lão ni cô chắp tay trước ngực, nhấc chân bước vào ngưỡng cửa. Lý bất ngôn chờ nàng vào nhà rồi thì xoay người đóng cửa lại, sau đó tựa vào cạnh cửa hờ hững cười, không nhìn tả tổng quản. Tạ Tổng quản cảm thấy trong nụ cười của nha hoàn này lộ ra một câu, tên mập chết tiệt, nơi này không có chuyện của ngươi, chỗ nào mát mẻ thì đến chỗ đó mà ngồi. Trong nhà chính, bốn góc đều đặt bồn nước đá. Bùi Tiếu ngồi vào chỗ của mình, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân vọt lên, khiến hắn lạnh đến dùng mình. Yến Tam hợp ngồi ở phía trên, một cánh tay đặt lên bàn, lạnh lùng đánh giá lão ni cô phía dưới. Bà ta nhìn có vẻ chưa tới 60 tuổi tướng mạo bình thường, thân hình cao hơn nữ tử bình thường một chút, làn da hơi đen, nếp nhăn bên má kéo đến khóe miệng. Ngương mặt bà nghiêm trang, không vui cùng không giận. Người xuất gia không phải đều mặt mũi hiền lành sao? Vì sao tướng mạo của lão Ni cô này lại sắc bén như thế? Yến Tam Hợp đánh giá lão Ni cô, lão Ni cô cũng đánh giá nàng, ánh mắt cũng rất lạnh. Người xuất gia chỉ tin thần Phật, không tin quỷ mị nếu không phải tam phu nhân quý phủ khăng khăng kéo bà đi thì bà căn bản không đến đây cô gái này còn trẻ như vậy chẳng lẽ còn tìm đến quý gia để lừa đảo không khí có hơi nặng nề bùi tiếu cười nói để ta giới thiệu hai vị với nhau nhé vị này là yến tam hợp vị này là tuệ như sư thái tuệ như nghiêng người a di đà phật yến tam hợp khẽ gật đầu không khí lại nặng nề này bùi tiếu liếc mắt nhìn lão nico Thầm nói nương tử nhà ta gọi là lạnh lùng, còn ngươi là sao vậy hả? Sư Thái, nói chuyện đi. Lão Ni cô giống như không nghe thấy, đánh giá Yến Tam Hợp xong, thì bắt đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vào trạng thái lão Ni cô nhập định. Bùi tiêu ấy nấy cười với Yến Tam Hợp. Nương tử, chúng ta không nên chấp nhận với loại người dầu muối không vào này, đợi nàng ta gặp xui xẻo thì tự ôm mặt khóc đó. Nương tử hiển nhiên không lĩnh ngộ được thâm ý của nụ cười này nàng đứng lên, đi tới trước mặt lão Nico, không nói gì, chỉ vươn một ngón tay ra, điểm vào giữa chán bà. Tuệ như lão Nico chỉ cảm thấy trước chán lạnh lẽo, trước mắt phút chốc trở nên tối đen. Bộp. Một chùm ánh sáng rơi xuống, rơi vào trên người nữ tử. Cô nương kia đi chân trần trong sa mạc, đi từng bước rất chậm. Trên đỉnh đầu là mặt trời cực nóng. Có nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi hốc mắt của nàng, thế nhưng lại không rơi xuống tới má vì vừa tuôn ra khỏi hốc mắt, nước mắt kia đã bốc hơi mất rồi. Hai chân bị phòng vì nhiệt độ của cát, máu thịt mơ hồ, mỗi bước đi đều giống như là đi trên mũi đau. Nhưng nàng không hề hay biết, mà tựa như muốn đi mãi trong sa mạc này, đi tới khi thiên hoang địa lão mới thôi. Tuệ như chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì đó muốn đâm vào tim mình, đau đến mức không thở nổi. Cảm giác mát mẻ ở giữa chán chợt biến mất, trong lúc nàng hoàn hồn thì Phật Châu trong tay đã rơi xuống đất, mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ toát ra trên trán bà. Bùi tiếu nhìn mà trợn tròn mắt, sao nương tử nhà ta chỉ cần một ngón tay, đã có thể khiến cho lão Nico cô này giống như biến thành người khác vậy. Nàng ngừng linh ba ngày, tất cả Nico cô am thủy nguyện niệm kinh vãng sinh ba ngày ba đêm cho nàng, quan tài của nàng bị nứt ra sau khi chôn. Giọng yến tam hợp không mang theo một chút hỉ nộ. Quan tài nứt ra, mộ đổ theo, mộ bia dựng lên cũng nứt thành hai nửa, bên trái rộng ba tấc, bên phải hẹp ba tấc. Tuệ như ngừng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đúng rồi, nương tử làm sao biết được? Lông tơ cả người bùi tiếu đều mở ra. chương 218, lỗ vốn. Yến Tam Hợp vẫn tiếp tục nói. Trước khi nàng chết, cởi bỏ ni bào, soi gương tô mi trải tóc mai, bôi son, còn đeo trang sức đẹp nhất lên người, mà ngươi. Giọng Yến Tam Hợp đột nhiên lạnh lẽo, sau khi nàng tắt thở, lại thay ni bào cho nàng, cởi bỏ trang sức, lau đi son phấn. Niệm tưởng trong lòng nàng vốn chưa đủ để thành ma, là hành động này của ngươi, khiến cho nàng sau khi chết không được yên ổn. Đầu sò hóa ra là ta. Tuệ như co chân, quỳ thẳng xuống trước mặt Yến Tam Hợp, nỉ non một câu. Là ta hại nàng ư. Trái tim bùi tiếu đã nhảy ra khỏi cổ họng. Tam Hợp, ý của ngươi là, không có lo liệu hậu sự theo ý nguyện người chết, thì có thể khiến người chết sinh tâm mà sao? Vừa rồi ta không nói rõ ràng à? Yến Tam hợp ánh mắt nhìn Bùi Tiếu như đang nhìn một tên ngốc. Người chết là lớn, Bùi đại nhân chưa từng nghe nói sao? Ta có nghe qua. Bùi Tiếu đưa tay chỉ vào Tuệ Như, không chút do dự ném nổi qua. Nàng chưa từng nghe qua? Yến Tam hợp ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn vào mắt Tuệ Như. Ta không vô duyên vô cớ hóa niệm giải ma cho người khác, suy nghĩ kỹ một chút ngươi bằng lòng trả giá thế nào để đóng quan tài lại cho nàng nghĩ kỹ rồi ngươi lại đến tìm ta yến cô nương tuệ như bởi vì kêu lớn tiếng mặt mũi đỏ bừng bần ni chỉ hỏi ngươi một câu ngươi nói đi có phải quan tài của cô ấy dù có khép lại hay không thì cô ấy vẫn sẽ đi tiếp mái như vậy đúng vậy thì không cần nghĩ nữa đáy mặt lão ni cô tuệ như hiện ra vẻ quyết tuyệt am thủy nguyện nghèo khó không có những vật vàng trắng kia lão ni chỉ cái mạng mỏng này Lúc này, đến phiên Yến Tam Hợp chấn động. Ngươi vì nàng, đến mạng cũng không cần. Tuệ như không chút do so dự gật đầu. Có thể. Đôi mắt Yến Tam Hợp trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên một chút ánh sáng. Vì sao? Hoa trong gương trăng trong nước khổ liên miên. Ngữ khi tuệ như tang thương không nên lời. Phật nói ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Yến Tam Hợp. Ngươi và nàng có quan hệ gì? Tuệ như. Không có gì, đều là người xuất gia, đều là người số khổ. Yến Tam Hợp nhìn nàng, yên lặng một lát rồi nhặt chuỗi Phật Châu trên mặt đất lên. Có thể cho ta chuỗi Phật Châu này không? Tuệ như không biết nàng có dụng ý gì, mờ mịt gật đầu. Yến Tam Hợp chậm rãi đứng lên. Tâm ma này ta đồng ý giải cho ngươi, sau khi trời tối, gặp ở cửa am Thủy Nguyệt. Vậy, vậy là giải rồi. Bùi tiếu. Bà ta còn chưa trả tiền mà. Yến Tam Hợp lắc lắc Phật Châu trong tay có cái này rồi. Bùi tiếu, trong lòng hắn thở dài một hơi, được, chuyến này e lại là một vụ mua bán lỗ vốn rồi. Nương tử không biết kiếm cho mình nhiều tiền hồi môn một chút. Yến Tam Hợp nào biết sự quanh co trong lòng bùi đại nhân, nàng nhìn tuệ như. Nếu được thì hãy để tứ phu nhân thanh tu ở Am Thủy Nguyệt. Phật độ người có duyên, có duyên hay không thì cứ xem tạo hóa của nàng, nhưng Phật môn hẳn là nên mở rộng. Tuệ như đừng khỏi mặt đất, chắp tay với Yến Tam Hợp. A Di Đà Phật, tứ phu nhân hôm nay có thể vào Am Thủy Nguyệt. Đi đi, ta ở cửa Am chờ Yến cô nương. Tuệ Như nói xong, hành lễ với Yến Tam, xoay người mở cửa rời đi. Bùi Tiếu tinh mắt, phát hiện khóe mắt lão ni cô này có nước mắt chảy ra. Người sáu căn thanh tĩnh cũng khóc sao, đúng là hiếm lạ thật. Hắn cảm thấy rất tò mò, đi tới trước mặt Yến Tam Hợp, thấp nặng giọng hỏi ngươi vừa mới duỗi một ngón tay ra thôi làm sao bà ta ngươi nói nhiều quá thì tò mò đó không hỏi cho rõ ràng tối nay ta chắc chắn ngủ không yên ngươi đành lòng sao đành lòng chứ yến tam hợp lui ra đi bùi đại nhân giọng điệu lạnh lùng này bùi đại nhân ta rất thích quả thực khiến cho người ta vò đầu bứt tai ánh mắt bùi tiếu lóe lên suýt nữa thì không đè xuống được yến cô nương yến cô nương lúc này Quý Huệ vào tới, không nói hai lời đã quỳ xuống trước mặt Yến Tam Hợp, đang muốn mở miệng nói cảm ơn, thì Yến Tam Hợp thình lình nhìn qua. Lục cô nương, đừng cứ đụng một cái là quỳ, người quỳ nhiều, xương cốt sẽ mềm đi đó. Ta, bất ngôn, tiễn khách, vâng, ta tổng quản, ngươi vào đi, ta. Tạ tổng quản bị điểm danh quả thực còn kinh ngạc hơn bị xét đánh chúng. Hắn không nói hai lời, nhanh chóng vọt vào. Yến cô nương, có gì dặn dò sao? Yến Tam hợp giơ ngón tay ngoắc ngoắc, ý bảo hắn đến gần một chút. Tả Tổng Quản không biết vì sao, hai chân mềm nhũn như bông vải. Đi tới gần, hắn còn chưa nghĩ ra nên mở miệng như thế nào, một cánh tay đã rơi trên vai hắn. Tả Tổng Quản sợ tới mức giật mình một cái. Yến, Yến, ta làm việc gì, ngươi cũng biết đấy. Tả Tổng Quản vội vàng gật đầu. Sắp tới ta muốn làm cái gì, ngươi hẳn là cũng biết nhỉ. Tả Tổng Quản tiếp tục gật đầu. Có ba chuyện, ngươi nghe cho kỹ. Biểu cảm trên mặt Yến tam hợp cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ thâm trầm. Một là chuẩn bị cho ta và Lý bất ngôn hai con ngựa đi nhanh nhất, hai là thông báo phía bên lão phu nhân. Ba, mấy tháng sau ta sẽ thường xuyên ra vào tạ phủ, ngươi không cần quan tâm, cứ coi ta như người chết là được. Có thể không nói hai chữ người chết không? Giận cả người. Yến, Yến cô nương còn có gì dặn dò nữa không? Yến tam hợp buông tay không có, đi thôi. Tạ Tổng Quản chạy còn nhanh hơn thỏ. Nương nó, ta mà còn tò mò chuyện của nàng ta nữa thì sẽ tự tát vào mặt mình. Thật đáng sợ. Am Thủy Nguyệt tọa lạc dưới chân núi Tây Sơn. Tây Sơn thuộc dãy núi Thái Hành Sơn, liếc mắt thấy liên miên không ngừng. Yến Tam Hợp vì tránh bùi tiếu, nên mặt trời chưa xuống núi, đã lặng lẽ xuất phát cùng Lý Bất Ngôn. Gần đây vị bùi đại nhân này không biết bị gì, ngày ngày đều chạy tới tĩnh tư cư hôm nay tặng mứt hoa quả ngày mai tặng trái cây thân thiện như thời tiết hôm nay hắn còn ngại không làm yến tam hợp buồn nôn vừa thấy mặt nàng đã kêu tam hợp ơi tam hợp à chấm ai cho hắn kêu tam hợp chứ hai người chạy một hơi tới cửa am thủy nguyệt đúng lúc trời vừa tối tuệ như đã chờ ở cửa yến tam hợp xoay người xuống ngựa liếc mắt thấy trên ghế đá dưới cây đại thụ có hai người ngồi một trái một phải, chờ thay đổi sắc mặt. Ơ, ờ, Lý bất ngôn vui vẻ, che miệng, lại dùng giọng mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy nói. Đúng âm hồn bất tán. Bùi tiếu đá đá tả chi phi, nói ngươi hay nói ta thế? Tả chi phi, ngươi. Bùi tiếu, sao lại ta là? Tả chi phi, vì ta đẹp. Bùi tiếu, đệt. Tả chi phi đứng lên, đi tới trước mặt Yến Tam Hợp, nở nụ cười lưu manh lần này các ngươi đi tìm hiểu, ắt hẳn phải tới đêm hôm khuya khoát, canh ba cửa Tây Thành đã đóng, ta sợ các ngươi không về được, cho nên vừa làm xong chuyện ở binh Mã Ti thì đã vội vàng chạy tới đây. Thấy Yến Tam Hợp không có biểu cảm gì, hắn thở dài. Ta bận cả ngày, đến cơm chưa còn chưa ăn, sắp chết đói đến nơi rồi. Yến Tam Hợp nhìn về phía bùi tiếu. Hắn uống rượu sao? Bùi tiếu. Không có, không uống rượu, sao còn làm nũng? Yến Tam Hợp lắc đầu tạ đại nhân, chú ý hình tượng. Tạ đại nhân cười rộ lên, hai má lúng đồng tiền lún vào thật sâu. Cười cái rắm Yến Tam hợp nghiến răng. chương 219, vào am. Mọi người đi tới cửa am, lão ni cô tuệ như đã chờ rất lâu. Chư vị khách quý, cơm chay. Những thứ này không quan trọng. Yến Tam hợp ngắt lời nàng. Am Thủy nguyện được xây dựng khi nào, tiền thân là gì, tuệ như không ngờ nàng lại đột nhiên hỏi những thứ này vội nói am thủy nguyệt có từ tiền triều lúc xây lên thì chỉ là một am đường mưa gió mấy trăm năm cũng chưa thay đổi yến tam hợp nhìn chung quanh một vòng vách tường gạch ngói hình như có tu sửa lại tuệ như không giấu gì cô nương quả thật đã tân trang lại thật sự là quá cũ rồi trời mưa trong phòng cũng mưa không thể nào ở được yến tam hợp ở đây có bao nhiêu ni cô tuệ như Nico Am Thủy Nguyệt không nhiều lắm, không tới 40 người. Yến Tam Hợp có chút kinh ngạc. Ít như vậy sao, cô nương có điều không biết, Am Ni cô trong kinh thành chỉ có vài cái, đều xây ở bên cạnh chùa miếu, hương khói ở đó cũng tốt hơn chúng ta, có rất nhiều người đều muốn xuất ra ở đó. Tại sao, thực ra, người như tứ phu nhân ta thấy rất nhiều, bị chút kích thích đã muốn xuất ra làm Ni cô, nói là thanh tu, thực ra chỉ là tìm một nơi để trốn tránh, tâm còn ở trong hồng trần, không tĩnh lại được. Yến Tam hợp nghĩ đến quý gia cứ nhất quyết muốn đưa tứ phu nhân đến đây, trong lòng ít nhiều hiểu được gì đó. Trên đời này, có hòa thượng thật, thì có hòa thượng giả. Có ni cô thật, thì có ni cô giả. Ni cô giả chịu khổ không được, chịu nghèo không được, tất nhiên đều chạy tới nơi hương khói vượng. Cho nên, có thể ở lại am thủy nguyệt, đều là người thực sự muốn nhìn thấu hồng trần. Vâng. Vậy tại sao tính trần trước khi qua đời, còn muốn trang điểm cho mình? Yến Tam Hợp đột nhiên hỏi. Người nhìn thấu hồng trần, không nên như thế chứ? Tuệ như nghẹn hồng, sắc mặt hơi xanh lại. Yến Tam Hợp lạnh lùng nhìn nàng, ngữ khí cũng rất ôn hòa. Không vội, ngươi cứ từ từ nói đáp án cho ta. Tuệ như im lặng, gật đầu. Hai người phía trước không nói gì nữa, hai người đi theo phía sau lại dùng ánh mắt nói chuyện. Bùi tiếu, tạ ngũ thập, người có phát hiện bà Đồng Yến đối xử với nam nhân với nữ nhân rất khác nhau không? Tả Chi Phi, ừ. Bùi Tiếu, lúc trước nàng đối với cậu cả ta, chẳng hề nể nang gì. Tả Chi Phi, ừ. Bùi Tiếu, người nói xem, có thể nào nàng không thích đàn ông, chỉ thích phụ nữ hay không? Tả Chi Phi, hả? Bùi Tiếu, hả gì mà hả? Nghiêm túc chút đi, chuyện này liên quan đến cả đời ta đó. Tả Chi Phi nhẫn nại đã gần cực hạn, ôm lấy cổ Bùi Tiếu thấp giọng nói: Bùi Minh Đình, ta rất nghiêm túc nói với ngươi, ta vứt lại một đống chuyện chạy tới Am Thủy Nguyệt, không phải để nghe ngươi nói hưu nói vượn. Ngươi trông cho kỹ người cho ta, người là chị Yến Tam hợp. Cháu trai Từ Thịnh mấy lần muốn đụng vào Yến Tam hợp hẳn là để ý rồi. Tâm tư nam nhân chỉ có nam nhân hiểu, càng không chiếm được càng ghi nhớ trong lòng huống chi tên cháu trai kia là bởi vì yến tam hợp mà làm thái giám phần để ý này chỉ sợ sớm đã biến chất thành nỗi hận khắc cốt ghi tâm bùi tiếu xem thường liếc hắn một cái thừa hơi nếu hắn không phải vì an nguy của nương tử nhà mình thì có thể chạy đến cái nơi quỷ quái này chịu khổ à bùi đại nhân hắn đời này hận nhất là ăn cơm chay cơm chay quả thực rất đơn giản bốn món chay một chén cháo lỏng một người hai cái bánh bao ăn xong tiểu ni cô bên cạnh tuệ như dặn dò vài câu, sách theo một cái đèn lồng trắng, dẫn mọi người từ cửa sau am thủy nguyệt rời đi. Khu mộ nằm ở giữa sườn núi, ni cô chết ở am thủy nguyệt đều chôn bên kia, lúc thanh minh viếng mộ, trung nguyên đốt giấy cũng tiện. Yến tam hợp, người nhà bọn họ có đến viếng mộ không? Tuệ như lại nghẹn lời, nàng phát hiện câu hỏi của Yến cô nương này đều nằm ngoài dữ liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Không có, tại sao không? Có người cô độc cả đời, có người đoạn tuyệt với gia đình, có người bị người nhà vứt bỏ." Tuệ như thở dài, "Yến cô nương, bần nhi từng nói đều là người số khổ, không phải lời dối, không gặp chút chuyện đau đớn không muốn sống thì sao có thể đại triệt đại ngộ, trốn vào trốn không môn." Bởi vậy có thể thấy được, tâm ma của Tĩnh Trần hẳn là ở trong hồng trần. Yến Tam hợp căn cứ vào mấy câu nói này của nàng, thầm đưa ra phán đoán. Ngần nửa canh giờ sau, phần mộ của Am Thùy Nguyệt đã xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, không chỉ Bùi Tiếu cảm thấy ra đầu tê dại, mà đến cả tạ chi phi vốn to gan cũng nổi ra gà. Suốt nửa sườn núi, đều những ngôi mộ của các ni cô. A-di-đà Phật Bùi Tiếu kéo chặt cánh tay tạ chi phi. May sao hôm nay ta đem theo cả tiền ngũ đế, kinh kim cang, bùa đuổi ma, nếu không cái thân thể thuần dương này căn bản không đè nén được tà khí. Ở giữa rất nhiều mộ cũ, một tòa mộ mới nhìn rất khác biệt. Yến Tam hợp chỉ vào đó. Là ngôi mộ kia sao? Tuệ như. Đúng vậy. Yến Tam hợp và Lý Bất Ngôn dùng ánh mắt trao đổi. Lý Bất Ngôn thổi đèn lồng trong tay, sau đó ném về phía tả chi phi. Tam gia, tiếp nào. Lúc tả chi phi nhận lấy đèn lồng, vị thuần dương đại nhân kia cũng nhảy lên người hắn. Nhát như cái mà đòi cưới Yến Tam hợp. Khóe miệng tả chi phi nhếch lên một nụ cười xấu xa thầm nghĩ, huynh đệ, ta không tranh với ngươi, ngươi tự biết khó mà lui đi. Tiểu thư, ta xuống trước. Lý bất ngôn thả người nhảy xuống, dùng sức mở chiếc quan tài vốn đã không khép lại ra. Thi thể tĩnh trần trần trụi dưới ánh trăng nhạt, bộ ni bào màu xám cho dưới ánh trăng ảm đạm, hiện ra sự lạnh lẽo giận người. Trên mặt nàng bị một tầng khói đen che kín, chẳng có dáng vẻ của lúc còn sống. Quan thế âm Bồ Tát của ta ơi! Như Lai Phật Tổ của ta ơi! Bồ Đề Đại Tiên của ta ơi! Bùi Tiếu không dám nhìn nữa, chỉ thầm niệm các vị thần Phật. Còn người tạ chi phi lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào đám xương đen kia. Cũng không phải hắn to gan, hai lần đi theo yến tam hợp hóa niệm giải ma, hắn bỗng nhiên cảm thấy, có đôi khi quỷ vẫn tiện lương hơn người, ít nhất sẽ không hại người. Tiểu thư, lý bất môn vươn tay. Yến tam hợp cầm lấy, mượn sức mạnh trên tay nàng, khẽ nhảy xuống. Vừa nhảy xuống, nàng đã ven ống tay áo lên, thò tay vào trong quan tài. Sương đen vốn chiếm cứ trên mặt tĩnh trần, lập tức quấn quanh cánh tay yến tam hợp. Khác với đám sương đen của quý lão phu nhân, đám sương đen của tĩnh trần dường như dịu dàng hơn đôi chút, chậm rãi bao phủ yến tam hợp ở trong đó. Máu lạnh như băng sông thẳng lên đỉnh đầu tả chi phi. Lần trước hắn và bùi minh đình trốn xa, chỉ nhìn thấy được đại khái, lúc này cách gần như vậy đám xương đen kia ở trong mắt hắn là muốn kéo yến tam hợp vào địa ngục vô biên hắn dùng sức nắm chặt tay cố gắng không kêu lên tĩnh trần đừng sợ là ta đây giọng yến tam hợp dịu dàng như nước tựa như tiếng nỉ non của tình nhân hãy nói cho ta biết ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được nàng đặt bàn tay ở trên hai mắt tĩnh trần chậm rãi nhắm mắt lại mọi người nghẹn một hơi không dám thở ra ánh mắt nhìn chằm chằm yến tam hợp. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Đôi mày yến tam hợp vốn đang giãn ra, lúc này càng nhíu càng chặt, trên mặt của nàng cũng lộ ra biểu cảm cực kỳ quái dị. chương 220, tiếng thanh la. Tả chi phi cảm giác bệnh tim của mình lại sắp tái phát, vội vàng dương mắt nhìn lý bất ngôn bên cạnh, muốn thăm dò chút gì đó từ chỗ nàng. Nào biết, Lý bất ngôn há hốc miệng, gương mặt mờ mịt, Thời gian dường như dừng lại, trong trời đất chẳng còn âm thanh gì, im lặng đến mức khiến người ta hoảng hốt, run rẩy, phát cuồng. Đúng lúc này, Yến Tam Hợp bỗng dưng mở mắt, vừa thở dốc vừa đưa mắt tìm Lý Bất Ngôn. Lục bốn mắt nhìn nhau, Lý Bất Ngôn thấy được sự kinh ngạc trong mắt nàng. Chuyện gì có thể khiến Yến Tam Hợp kinh ngạc, Lý Bất Ngôn vội nói. Tam Hợp, ngươi thấy gì? Đóng quan tài lại một chút, khuôn mặt Yến Tam Hợp trắng bệch như quỷ thân thể lung lay trượt đổ. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một bàn tay to lớn. Nắm tay ta, mau lên đây." Tả Chi Phi ngồi xổm bên mộ, trong mắt không giấu được sự lo lắng, Yến Tam Hợp hít một hơi, đưa tay qua. Tả Chi Phi nhẹ nhàng kéo cô đến bên người. Đến gần, hắn mới phát hiện mồ hôi lạnh của Yến Tam Hợp đã thấm ướt lưng áo. "Không sao chứ? Không sao." Yến Tam Hợp nhẹ nhàng rút tay ra. Lúc này Lý bất ngôn nhảy dựng lên, phủi bụi trên tay, khẩn cấp hỏi Tâm ma của nàng là gì? Tang 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 Yến tam hợp yếu ớt phát ra những âm thanh liên tiếp Bùi tiếu Tả chi phi Tuệ như Tang 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 tang, tang. Nghĩa là gì? Lý bất ngôn hỏi Tâm ma của nàng Yến tam hợp hít sâu một hơi Là một đoạn tiếng thanh la Tang 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 như vậy Một đoạn tiếng thanh la ư tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trợn mắt há hốc mồm. Lý bất ngôn, thật đúng là kỳ lạ. Bùi tiếu, còn kỳ lạ hơn cả con chó đen của bà ngoại. Tả chi phi, hình như lần này càng khó hơn nữa. Yến cô nương, sắc mặt lão ni cô tuệ như cực kỳ khó coi. Tâm ma của nàng làm sao có thể, về trước rồi nói sau, ta sẽ. Tả chi phi nhanh tay lẹ mắt, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Mau nằm lên, ta cóng ngươi về. lý bất ngôn ngẩn ra, người này sao lại cướp việc của ta? không cần, lần thứ hai tam gia cóng cô nương nhà người ta đấy. ngữ khi tạ chi phi hết sức không đứng đắn. yến tam hợp, ngươi cho chút mặt mũi đi. yến tam hợp, tạ chi phi. lần đầu tiên cũng là ngươi, sao lại trần chữ như vậy? đây đâu phải là tính cách của ngươi. tạ chi phi lạnh lẽo hừ một tiếng. dù sao ta cũng thẳng thắn vô tư ta không thẳng thắn. Yến Tam hợp khẽ hừ một tiếng, thân thể nằm úp sắp sau lưng hắn, nhắm mắt lại mê man. Lục ý thức biến mất, có hai ý niệm chợt hiện lên. Lưng người này thật sự thoải mái hơn cả bất ngôn. Tâm ma của tĩnh trần không đơn giản. Lý bất ngôn. Lúc này, tạ chi phi đột nhiên gọi. Hả, không phải ta muốn cướp việc của ngươi, ngươi cầm nguyễn kiếm trên tay, để phòng một chút. Nơi này, phòng người hay là phòng quỷ đây? Lý bất ngôn vừa nói thầm, vừa rút Nguyễn Kiếm ra vừa nhìn xung quanh, đến bóng ma cũng chẳng có, tả tam ra cẩn thận hơi quá đáng rồi. Trên đường về, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu thì chẳng còn âm thanh gì, gương mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề. Sao lại có người có tâm ma là một đoạn tiếng thanh la được chứ? Nàng nghe tiếng thanh la này ở đâu? Tiếng thanh la không hợp với Nico. Nặng nhất phải kể đến bùi minh đình. Hắn liếc nhìn người trên lưng tạ ngũ thập, lại liếc nhìn thân thể không tính là cường tráng của mình, tâm trạng chợt thấy một ngạt, chua sót, còn có tư vị không nói nên lời. Sớm biết Yến Tam Hợp làm việc này, mình đã đi theo tạ ngũ thập đi rèn luyện thân thể, rèn luyện gân cốt, như vậy, hiện tại người cõng nương tử bây giờ là ta rồi. Làm gì có chuyện của tạ ngũ thập nữa? Tạ ngũ thập cũng đang suy nghĩ lung tung. Mỗi lần cảm nhận tâm ma của người chết, nha đầu này giống như là bị hút sạch dương khí trên người, cũng khó trách thân thể của nàng lại lạnh như băng. Lạnh như băng thì thôi đi, lại còn rất nhẹ nữa. Ăn cũng không ít mà, đều đi đâu cả rồi. Đoàn người trở lại am Thủy Nguyệt, bất ngờ thấy trước cửa am có thêm một chiếc xe ngựa, chiếc xe ngựa Chu Thanh và Hoàng Kỳ đang đứng đó. Tả Chi Phi nhìn Lý bất ngôn. Hai người ngồi xe ngựa, để ngựa cho ta và Minh Đình cưỡi. Lý bất ngôn cả kinh hít mắt lại. Tam gia hay thế, không phải tam gia hay thế, mà là bùi đại nhân hay thế? Không nhìn ra đây là xe ngựa bùi ra sao? Mắt bị mù à? Bùi đại nhân vén rèm xe lên. Cho người vào. Tạ Chi Phi và Lý Bất môn hợp lực đặt người vào trong xe. Lý Bất Ngôn vỗ vỗ vai bùi đại nhân. Bùi đại nhân rất thương hương tiếc ngọc. Ta thay mặt tiểu thư nhà ta cảm ơn ngươi. Bùi đại nhân đỏ mặt. Hừ, nhà đầu kia nhìn người thật đúng là chuẩn. Sư Thái. Tạ Chi Phi ôm quyền với tuệ như ngày mai Yến cô nương sẽ trở lại am, cáo tử. Tuệ như chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Xe ngựa chạy như bay trên quan đảo, đi suốt một canh giờ thì đến cửa Tây Thành. Cửa Thành đã hạ xuống, Chu Thành đi gõ cửa của thủ vệ, lại nhét chút bạc, đoàn người thuận lợi đi vào trong Thành. Vừa vào Thành, Hoàng Kỳ đã phát hiện phía sau có mấy cái bóng đang lén la lén lút. Hắn ho khan với Tam gia một tiếng, Tam gia nhìn chung quanh một vòng, khẽ gật đầu. Minh Đình, theo ta về tạ ra ở lại. Bùi Minh Đình lần đầu tiên không nói lời oán giận, chỉ đáp một tiếng. Được. Lục Yến tam hợp tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau, Lý Bất Ngôn không có ở đây, vẫn đi luyện công 10 năm như một ngày. Nghĩ đến tâm ma của tĩnh Trần, nàng chợt ngồi không yên, đứng lên rửa mặt thay quần áo. Vừa xong việc, đã có người gõ cửa sổ. Lúc này đến gõ cửa sổ, thì chỉ có tạ chi phi thôi đẩy cửa sổ ra nhìn, quả nhiên là hắn. Hắn mặc một thân quan phục, hốc mắt hơi sâu, đáy mắt xanh mét, trong mắt ánh hiện lên sự vô tội. Yến Tam hợp thầm nghĩ, hẳn là sự vô tội này khiến cho lòng của các đại cô nương tiểu tức phụ mềm lòng dối tinh dối mù đây mà. Tả Tam gia vô tội lưu manh mở miệng. Hôm nay nhà môn có việc, ta không cùng ngươi đi am thủy nguyện được, ngươi tự cẩn thận. Yến Tam hợp gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã nghe hiểu. Chuyện này... Nói thẳng ra đi. Tả Chi Phi từ kẽ răng nặn ra một câu. Sau này ăn nhiều một chút, người nhẹ quá. Yến Tam Hợp đen mặt, cũng nặn ra một câu từ kẽ răng. Hôm qua đa tả Tam gia, còn có, Tam gia còn muốn dặn dò gì. Tả Chi Phi lại từ kẽ răng nặn ra một câu. Cũng đừng ăn quá nhiều, nặng. Yến Tam Hợp hoàn toàn đen mặt. Tả Chi Phi nhìn bộ dạng nghẹn hỏng của cô, tâm trạng rất tốt, nghênh ngang rời đi. Đi xa mấy chục trường, chợt dừng lại. Lạ thật, bản thân rõ ràng là thích nàng, nhưng lại chẳng muốn giống như Bùi Minh Đình, hôm nay tặng cái này, ngày mai tặng cái kia để lấy lòng nàng. Hắn chỉ muốn trêu chọc nàng, khiến cho gương mặt lạnh lẽo kia trở nên sinh động hơn một chút. Người nọ nếu như nổi giận, thì không biết sẽ có dáng vẻ thế nào nhỉ? Ra. Chu Thanh Gia nghênh đón. Bùi Gia đã rời đi rồi. Tạ Chi Phi thu lại sự vui đùa. Chọn một người có thân thủ tốt, bắt đầu từ hôm nay đi theo yến tam hợp từ xa cẩn thận đừng để lý bất ngôn phát hiện vâng phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn